Đang xin chào các bạn. Sau này đang xin giới thiệu bộ ngũ dáng mắc lai. Ngũ là ngũ 10. Bạn này anh xa bờ được. Dáng rất đẹp. Tay cứng. Độ này cao. Giật rất thoát cước. Đang hiện tại đang phân phối quả nữ lục quả phương Spay. Và lấy số lượng lớn có thể gọi điện trực tiếp hoặc là inbox Facebook đồ câu hỏi đâu. Lúc buộc chỉ này gọi là chỉ dưới các bạn nhé. Đa số bắc phương thì chuyên dùng câu chỉ dưới ăn làm lục với làm tứ tam đều dưới chỉ dưới. Vừa rồi Hà Đăng Phi Sinh đã giới thiệu các bạn bộ lục và bộ ngũ dáng mắc lai của phương Spay. Hà Đăng Phi Sinh xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hà Đăng Phi Sinh.